Đầu tiên là mình phải remove cái SAM đã có sẵn. Nếu mà trong máy có SAM thì mình cài remove SAM đi bằng cái phải chuột và remove SAM ha. Là bước đầu tiên. Bước thứ hai thì mình vào Google. Vào Google search SAM. Thì vào trang SAM. Và nhấn vào download thì các em nhấn download cái phiên bản 5.6 download về. Sau khi download về xong thì nó có các em nhấn vào hiển thị trong thư mục. Đó. Thì phải là đục chuột để cài đặt, nhấn run để cài ha. Nhấn run để cài. Và khi cài thì ta chỉ cần nhấn NAT là được, nhấn cứ nhấn NAT để cài ứng dụng. Và nó sẽ nằm ở trong cái thư mục SAM C2.SAM và mình nhấn NAT. Bỏ đi cái learn more này, nếu mà có nhấn learn more thì nó hiện ra cái trang web thôi. Nhấn NAT tiếp tục để cài ha. Thì đợi một tí. Cài tương đối lâu, chắc là mất khoảng 5-7 phút gì đó. Sau khi cài xong thì nhấn nút finish thôi. Thì mình đợi cho nó cài xong thì sẽ tiến hành làm sửa các cái lỗi về khởi động Apache. Nhấn vào finish để hoàn thành cài đặt. Chọn ngôn ngữ gồm có tiếng Anh và tiếng Đức. Thì mình chọn tiếng Anh, cơ của Mỹ và cơ của Đức. Và nhấn nút save. Thì khởi động lên. Khởi động lên thì ta nhấn vào nút start của phần Apache. Nếu mà nó running á, thì không vấn đề gì. Còn nếu mà không running thì đọc cái thông báo ở phía dưới màu đỏ là port 80 là được sử dụng bởi một cái chương trình khác rồi. Không thể mở được khởi động bởi một chương trình khác. Ta tiếp tục làm cho cái MySQL. Thì SQL thì các em sẽ thấy là nó running ở phía dưới và có cái port là 3306 cho cái MySQL. Thì mình sẽ làm sao để xóa cái bit ID đi. Ở đây là nếu mà khác bit ID mà khác 4 thì các em vào start gõ cmd, sau đó thì phải chuột vào cmd chọn run as administrator. Đó. Thì nó sẽ hiện ra cái CMD này đây. Và các em gõ là task queue rồi duyệt PID rồi tên của là mã PID đó, mã PID. Mã PID mà 4 đó, giả sử như 32151139 hay gì đó thì tùy. Thì mình gõ task queue thì như vậy là để tắt cái
cái ứng dụng có cái ID là khác 4 đi, và ta khởi động lại cái SAM thì là sẽ được. Còn nếu trong trường hợp nếu trong trường hợp là bằng 4, trong trường hợp là bằng 4 thì cảm vào trong trường hợp bằng 4 thì mình sẽ vào bằng 4 thì phải chuột vào my computer, chọn manage, chọn manage, sau đó thì vào cái phần service, chọn SQL server configuration manager, rồi chọn nhấn vào SQL server service và stop hết các ứng dụng đó đi, stop hết, tất cả đều stop, ở trạng thái stop ha. Thì sau khi mà stop hết cả các ứng dụng thì cái em start lại và nhấn vào start trong SQL server thì nó sẽ chạy được, nó sẽ sử dụng được và ở chế độ status là running đó. Cái em stop lại hết ha. Đó, như vậy là cái kết thúc cái quá trình cấu hình. Ngoài ra nếu mà giả sử như mà không tắt được cái ứng dụng PID á, thì mình phải định nghĩa cái trang web của mình qua cổng khác, qua cổng giả sử cổng 8080 hay cổng 8888 vân vân. Nhưng mà website của mình thì thường là không thường là ở cổng 80, cho nên là mình cố gắng làm mọi cách để có thể vào được cổng 80, và các em chỉ cần bật cấp lên và gõ localhost thì nó sẽ ra được cái giao diện ở trên bảng á, như trên màn hình, thì là quá trình cài đặt thành công và nhấn vào PHP MyAdmin thì nó ra được cái bảng quản trị cơ sở dữ liệu như thế thì là được. Và tất cả các cái mã nguồn của chương trình thì nó nằm ở trong ổ C, lúc này cái thư mục mình cài đặt đó, C rồi SAM, và cái các file của mình làm thì nó nằm ở trong thư mục htdoc, là nằm ở đây, nằm ở thư mục htdoc.